Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Béo. Như các bạn có đọc qua tiêu đề ấy, thì nhiều anh em có hỏi là anh Mèo Béo ơi, review thử cái thần thú mới đi. Thế bảo là hiện tại ở trong menu có một cái thần thú nó khá là xịn sò bạn ạ. À. Nó có tên là đây. Sóng âm mạnh, sóng âm mạnh nhất. Rồi tên là sóng âm mạnh nhất bạn ạ. À. Nghe qua cái tên thấy mạnh rồi bạn ơi. Cái này thì tôi nhìn qua tôi thấy nó khá là giống cái gì nhỉ? Nó khá là giống cái skin mini X bạn ạ. Anh tôi không thể thấy sao mà tôi nhìn thấy nó khá là giống bạn ơi. Anh có thể thấy không? Này, nó giống cái kiểu như là giống cái này. Nó giống như cái tay của con mini X bạn ạ. Đó, trông nó kiểu như là công nghệ giống như kiểu mấy con mini X này hay là mấy con mini beat này đó. Kiểu vậy bạn ơi. Đây, giống kiểu cái đàn DJ này. Thì hôm nay chúng ta sẽ coi thử xem là cái thần thú mới sóng âm mạnh nhất này nó như nào. Thế bảo là phải 300 mảnh này mới mở khóa được các bạn ạ. Mà để mà kiếm được 300 mảnh này là phải quay vườn. Mà cái vườn này thì khá là hên xui bận nhá. Đó, 200 xu cho 10 lần mở. Mà xác suất để ra được cái thần cái này thì cũng khá là hên xui bận ạ. Chưa kể bị trúng mấy cái bò các thứ này. Không biết là liệu rằng là mình sẽ tiêu thử hết 2200 xu này để coi thử xem liệu có mở khóa được cái máy chơi nhạc này không các bạn nhá. Ok thì mình thấy cái máy này khá là đẹp cho nên mình cũng đầu tư bạn ạ. Tôi cũng thử đầu tư xem là cái máy chơi nhạc này như nào để mà lên level 2 chắc là từ này xu chưa đủ đâu. Mình nghĩ là mong rằng là với 2200 xu này mình sẽ mở khóa được level 1 các bạn ạ. Bạn nào mà có nick mà có sẵn level 2 này á, thì có thể cho mình mượn mình review thử các bạn nhá. Ok thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ chuyện bè và đừng quên đăng ký cho kênh của Mèo Béo bận nhá. Rồi bây giờ mình sẽ test thử xem cái tỷ lệ chúng như nào bạn ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ có 10 lần mở à. Ui căng đấy. Chuẩn bị. Phun. Mở. Ui được có 8 mảnh này. 8, 5, 3 là từ 5, 5 là 10 này, 15 này, 16 này, 16 cộng 8 tức là bằng 16 cộng 8 là 24. Ui, được có 24 mảnh các bạn ạ. Một lần mở có 24 mảnh này. 200 xu được có 24 mảnh. Ui căng nhở. Tức là kể cả mình mở 10 lần mình được có từ khoảng 200 mấy mảnh đấy là tối đa. Ui, như thế thì không biết được không bạn ạ. Lần nữa đi. Lên. Lên. Ui dồi ôi, lần này có 5 mảnh này. Có vẻ không ngon rồi. Ui dồi ôi, có 8 mảnh hamster. Mình tưởng cái gì xịn lắm, nó vàng vàng. Mình cứ tưởng là ăn 300 mảnh các bạn ạ. Có vẻ như cái này không ngon. Ui cái vàng vàng này. Ui dồi ôi, được trúng thêm cái hamster này cũng được bạn ạ. Nhưng mà mình thích cái mảnh cái cơ. Ui có vẻ hút máu bạn ạ. Game này hút máu quá. Ui nhiều này. Wow. 5 20 này, 26 này. Ui 34 bạn ạ. Ui được nhờ. Chiến. Nhưng mà thiếu chắc là tôi sẽ nạp thêm. Bữa tôi sẽ nạp thêm tôi mở. Ui 835 này. Nhưng mà nghe chuyện mình có vẻ cũng không thơm kèo bạn ạ. Khó ăn của mini world lắm. Không biết có ông nào mở phát là 300 mảnh không. Chứ tôi thấy khó nhai của mini world lắm bạn ạ. Ui rồi ôi, có vẻ cái tỷ lệ này khét nhờ. Không biết các bạn tốn bao nhiêu xu để mở được cái này. Ôi rồi ôi. Ôi hết xu rồi. Ôi tôi mở một phát hết xu luôn bạn ạ. Wow để tôi coi xem nào. Mình tiêu hết 2200 xu bạn ạ. Tức là mở 11 lần. Mở 11 lần mới có hơn một nửa thôi các bạn ạ. À. Đó. Từ bây giờ muốn có phải ấy thêm tiền bạn ơi. Tôi coi em nào nạp thêm cho để mình nạp thêm thử nhá. Ui. Ờ một củ được 3000 xu này. Một củ được 3000 xu bạn ạ. Ờ tức là xác định là để mà mở khóa được level 1 ấy, chúng ta bet nhất tôi cũng phải tầm khoảng là 2 củ bạn ạ, phải tầm khoảng là từ 1 củ rưỡi cho đến 2 củ mới mở được ấy. Ui. Cái thần thú này căng quá bạn ạ. Anh em đợi tí để tôi nạp thêm xem như nào. Đó, phải thêm tiền đây này. Đây này để tôi show cái màn hình lên coi nhá. Đây. Chắc là tôi sẽ mở tôi mua gói. Tôi mua gói 2500 cộng 500 xu này đấy, thêm một củ bạn ạ. Một củ để mở khóa thêm cái con này xem chừng là tốn kém đây bạn ạ. Nhưng mà được cái là chúng ta có thêm một cái mảnh linh tinh nữa. Anh kiếm một con ham bò may mắn được 39 mảnh. Cái này ta bảo xem quảng cáo được mà đúng không? Ừ mấy cái linh tác lên tìm một hươu. Cái này mình mua một xu được rồi. Cái này dễ rồi, cái này bình thường. Thế mình mở thêm được cái gì nữa nhỉ? Thế cái con chuột này, mèo này. Thì cái này thì về lỗi thôi bạn ạ. Cái này đúng kiểu vớ vẩn. Chủ yếu cái này mình nhìn nó khá là ngầu này. Ôi. Chúng ta đầu tư thêm tí nữa bạn nhá. Để tôi coi xem nhân phẩm Mèo Béo như nào bạn ạ. Anh đợi tí.
Thì tôi lấy điện thoại ra tôi mua thẻ. A few minutes later. Ok bạn ơi, nhưng mà tôi nhận ra một vấn đề đó là chỉ có thẻ Viettel 500k chứ làm gì có thẻ Viettel 1 triệu nè. Ảo thật đấy bạn ạ. Tôi nhớ là tôi mua ở trên Momo nó chỉ có cao nhất là cái mệnh giá thẻ 500k thôi, tức là tôi phải nạp 2 lần 500 đúng không? Chứ làm sao mà nạp được cái thẻ 1 triệu nhở? Mình cũng đang khá là tò mò cái bonus này này. Bonus này mà ghi là 1 củ này, 2 củ này, 10 triệu này mà nạp bằng thẻ thì làm gì có thẻ 1 triệu, thẻ 2 triệu nhở? Đúng không? Hình như là phải nạp qua Alipay hay là nạp qua cái gì, chứ nếu mà nạp qua Viettel thì tôi đã không rõ là cái thẻ Viettel, không biết có thẻ Viettel 10 triệu hay không thì tôi cũng không biết các bạn ạ. Nhưng mà tôi mua ở trên Momo chỉ có thẻ Viettel cao nhất là 500k thôi, tức là tôi sẽ phải nạp 2 lần 500.000, tức là mình bị lỗ mất 250 xu à? Ồ nhờ. Chết, thế là mình bị lỗ mất 250 xu bạn ạ. Cay thế nhờ. Mà thôi biết sao giờ, tức là mình bị lỗ mất 250 xu cũng mà thôi bị nạp thẻ luôn bạn ạ. Đây tôi nạp luôn một cái thẻ 500k trước này. Ồ game số series này 500 5.000 50.000 500.000 này. Ok này, nạp một cái thẻ trước bạn ạ. Tôi vẫn đang tò mò làm thế nào. Ở đây menu ghi là nếu mà cho nạp qua ngân hàng á thì còn nạp được kiểu 1 triệu thẳng luôn cũng được đúng không? Đây được thành công này. Chứ mà nạp qua thẻ điện thoại thì tôi đang cũng vẫn đang không hiểu là lấy đâu ra cái thẻ Viettel ví dụ 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu nhỉ? Bạn nào biết là kiếm đâu ra cái thẻ Viettel 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu thì đừng quên để lại bình luận cho mình nhá. Để tôi nạp vào cho dễ bạn ạ. Chứ tôi không biết, tôi đang không rõ là bằng cách nào để có thể nạp được cái thẻ Viettel. Chắc là tí nữa tôi phải chụp lại bạn ạ. Chắc là lát nữa mình phải chụp lại thôi. Khả năng cao mình phải chụp lại, mình lên trên cộng đồng menu tôi hỏi thử. Ok rồi. Ok tạm thời cái thế này bạn ạ. Nào thành công nhỉ? Để nào thành công hai cái thẻ 500 vậy. Thế là lỗ mất 250 xu bạn ạ. Mặc dù tôi cũng vẫn chưa biết được. Bạn nào mà hay nạp menu nhiều thì có thể cho tôi hỏi cái. Bình thường mình cũng nạp nhưng mà hình như đợt đấy mình nạp cũng tầm khoảng mấy thẻ 500 thôi. Mà tôi nhận ra bây giờ là mình nạp hay lỗ bạn ạ. Nạp hai thẻ 500 là lỗ hơn là một thẻ 1 triệu. Thế bị cay chứ. Rồi. Thì bây giờ là mình phải reset game đúng không? Thoát game ra vào lại bạn ạ. Anh em đợi tí. Tôi thoát game ra vào lại cái. Rồi, vào lại bạn ạ. Anh em nào mà nạp, nếu mà nạp kiểu nhiều quá thì nên cân nhắc nhá. Nên mà nạp thì nạp tầm khoảng 1-2 triệu luôn đó. Chứ nếu mà nạp mấy thẻ 500k cùng lúc nó sẽ bị lỗ bạn ạ, lỗ đấy. Nhưng tôi đang tò mò không biết là nạp như nào đây. Bạn nào mà hay nạp kiểu nhiều tiền, anh em đại gia nào có thể bình luận phía dưới nhá. Rồi, để tôi, đấy, có 2.700 này. Đó, lúc đấy là mình nạp, đúng rồi, đúng ra phải 3.000 cơ, bị lỗ mất đấy. Lỗ mất 250 xu bạn ạ, tôi không sao. Chiến tiền bạn ơi. Ok, hệ thống năm bận gì đấy. Ok, vào phần này đi. Lần này mà đừng bảo tôi là 2.700 xu mà không được thêm nổi 124 mảnh nữa thì chịu bận lại là số mình là đen. Cái số mảnh bảo nó đen. Thôi rồi luôn bận ơi. Rồi, chiến bận ơi. Vàng 300 mảnh. 300 mảnh. Ủa dồi, nó cho đúng 3 mảnh. Cái thêm không? Game lừa tê nửm. Ôi dồi ôi, cay tê nửm. Ôi dồi ôi, 538 cái này. Kiểu này kéo phải 5.000 xu bạn ạ. 5.000 xu mới mở khóa được cái máy chơi nhạc này mất. Ôi dồi ôi, Minua chơi kiểu này chết em rồi. Ôi dồi ôi. Cái tỷ lệ này. Ôi dồi ôi, cho đúng 8 mảnh này. Càng tê nửm sót. Ôi à, đây được 2 lần 8 16 này. 16 19 cũng không nhiều lắm, cũng được có 24 bạn ạ. Cũng không nhiều lắm, chưa ngon. Được rồi, cái này được 20 cũng bình thường, chưa ngon lắm bạn ạ. Để tôi bấm căn xem nào có bao nhiêu đây. 85 này không biết là được bao nhiêu rồi, kiểm tra lại nào. Ôi, thiếu cũng còn thiếu có 22 mảnh bạn ạ, thiếu 2 mảnh thôi. Mong rằng lần này là mình mở phát chúng luôn này. Đúng 22 mảnh luôn này. Chiến. Ok. Chúc mừng mày béo nhận mảnh kia nhưng mà không nhận đâu. Lag rồi. Hamster nhân 8 này, nó ghi này, chúc mừng mày béo kìa. Tư tưởng biển nhân 8 này. Thú mèo nhân 5 này, nhưng mà từ. Bò may mắn nhân 8, thế. Lại hamster nhân 8, thế là như nào, nó hiện lên mà nó không hiện cái bảng ạ, máy chơi nhạc nhân thủ. Máy chơi nhạc nhân 8 kìa. Còn gì đâu. Thần thú mèo nhân 5 này. Ủa là như nào ta?
Độ mini nhân 120 phế thế. Lại mấy trên nhân 8 tiếp kìa. Ô. Ô như nào nhỉ? Ô. Lag à? Nó vẫn hiện đây. Ừ, chắc đây bị lag, chắc bị lag hay sao, chắc lag. Ờ, lag với các bạn ạ. Đây này, trời đất, đây bị lag hay sao á? Ôi, không đủ bận ạ. Mới mảnh mới cay chứ chắc phải thêm phát nữa. Ok, lag đấy. Chết giờ lag game rồi. Game cay chết rồi. À, tôi hứa với anh em mà tôi sẽ không chơi cái thần thú ở đâu. Lỗ vai trưởng rồi, riêng quả nạp bị lỗ rồi bạn ạ. Ôi dồi ôi, lag luôn chứ. Thế này nó không biết mất xu không ta? Anh em cho tôi hỏi cái. Như này không biết là có bị mất xu mà không được quà không nhỉ? Chứ mở không được, bạn ạ, bấm mở không được này. Ui, cay thế nhỉ? Phải tắt game vào lại à? Anh nghe đợi tí tôi tắt game vào lại bọn ạ. Chứ tình hình này cay cầm. Tắt game vào lại thôi. Trời ơi, nó cay. Tôi nói nó cay bọn ạ. Mở đã không ra rồi còn mình lag game nữa chứ. Mà đúng phát cuối cơ. Đúng phát cuối cơ bạn ạ. Nhớ phát cuối nó ra 300 mảnh sao nhở, đúng không? Mà lag game mà không biết có bị mất xu hay không bạn ạ. Mất xu của này cay đấy bạn ơi. Cay đấy. Ừ, tôi nói nó cay bạn ạ. Ồ, mất có 2 lần đó bạn ơi. Hình như cái phần cái pha lag này nó không tính tiền bạn ạ. Hình như là không tính sao á. Ờ đúng không, ủa, vẫn thiếu 12 mảnh này. Mong rằng phát này trúng luôn. Ờ cái pha lag vào đấy nó không tính bạn ạ, nó không tính. Đây bây giờ mới tính này. Thôi, chúng ta mong rằng là chốt phát này trúng luôn này. Trúng luôn. Ôi, cái gì đấy? 5 năm trời ơi. Thiếu 2 mảnh, cái bạn này nó cay chứ. Ôi ôi, thiếu 2 mảnh. Bây giờ mới khó khăn này. Bây giờ mới khó khăn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta theo các bạn nhá. Thiếu 2 mảnh. Thiếu 2 mảnh thì nên mở từng cái một hay là mở phát 10 cái luôn đó. Câu hỏi này khó này, bởi vì mình nghĩ là mở từng cái một nhiều khi chưa chắc nó ra đâu bạn ạ. Nó hên xui lắm. Mà mở 10 cái để lỗ. Sợ lỗ. Ui, tôi test thử các bạn nhá. Mình mở thử cứ một cái một đi. Rồi tôi sẽ mở một cái một nhá. Biết đâu ra luôn thì sao, đúng không? Đỡ phải tôi tiết kiệm được xu nào hay xu đấy. Thử em. Làm. Ôi, ra luôn đi. Ôi trời ơi, biết thế tôi mở từng cái một các bạn ạ. Ôi, có khi mở từng cái một là lãi hơn đấy. Mình thử mở phát nữa nhá. Ờ không chắc phải hên. Chắc phải hên mà này. Chắc cái phao rồi hên thôi. Ờ, nói chung là đủ đấy. Đủ rồi. Tức là vị trí mình tốn mất tổng khoản đấy. Mình có 2.700 đúng không? Mình có 2.700. 2.200, tức là mình tốn mất tổng khoảng 4.200 xu bạn ạ. 4.200 xu mới mở khóa được, tức là tổng khoản là gần 2 củ đấy. Nó rơi vào khoảng gần 2 củ bạn ạ. Để mình check lại cái giá tiền nhá. Rơi vào tổng khoảng gần 2 củ bạn ơi, đây này. Nạp một củ được 2.000, nhưng mà cái này không mua được, có chẳng không mua thẻ một củ. Tức là chúng ta phải mua tổng khoảng là 1.250 cộng với một lại từ mình tính đó. 1.250 cộng 1.25 bằng 1.375 nhân 3. 4.000, tức là cộng khoảng 1 củ rưỡi, đúng 1 củ rưỡi. Tổng khoảng 1 củ rưỡi nếu mà nạp theo kiểu 500k một các bạn nhá. Chúng ta là vừa tốn khoảng 1 củ rưỡi để mở khóa cái con kia bạn ạ. Nghe chừng có vẻ là hơi đau đầu ví bạn ạ. 1 củ rưỡi. Hơi sót đấy. 1 củ rưỡi cho cái con này đấy, đấy là mới level 1 thôi nhá. Level 1 được 300 mảnh, tôi tính là 300 mảnh. 1 củ rưỡi tức là mở khóa thêm 300 mảnh 600 nữa, tức là 900 mảnh mới mở khóa level 2, tức là tổng khoản nhân lên nó rơi từ khoảng 4 triệu rưỡi nếu mà các bạn đỏ như mèo béo đó. Có anh em nào mà đen hơn nữa thì có khi phải 5-6 củ các bạn ạ. Còn bạn nào mà cửa số hên có khi mở 3 lần chúng cả 300 mảnh luôn thì lãi to, chắc là không có đâu. Chắc là có mấy người nhà mình nua mới được chứ lấy đâu ra ông nào mở phát 300 mảnh các bạn ạ. Vô lý, không có đâu. Ok bạn ơi, tăng cấp. Ui thôi đau thận quá. Chịu, em mà chính ra mình thấy cái màu này nhá. Chính ra cái màu đẹp hơn này, mình thấy cái này đơn giản đẹp hơn này. Cái này nhìn nó bị cầu kỳ quá, thêm người la nhìn nó cứ kinh dị gì nhỉ. Nhìn cho nó kinh dị của gì bạn ạ. Này, mấy cái này nhìn nó cứ kinh dị kiểu xa sao á. Chính ra mình thấy cái này đẹp hơn này. Cái này level 1 chính là đẹp hơn bạn ạ. Mình xem nào. Toàn thân có hiệu ứng ngâm ánh sáng laser, nhấn rút nút nhảy tăng máu bốn các thứ đồng đội trong phạm vi nhất định. À, ôi tăng máu đây, cái được hồi máu ạ. Wow, nghe nhà hồi máu sao nghe giống tựa game nào nhỉ.
Bạn nào biết cái tựa game nào bằng cúp nghe nhào hồi máu không thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Wow, bây giờ Minua cũng bắt trên ở nghe nhào hồi máu bạn ạ. Vãi chà chà, toàn chân phủ đầy tiết chất màu sắc của cái này đẹp hơn này. À, cũng hồi máu này, cũng nghe nhào hồi máu bạn ạ. À, cái này lên level 2 thậm chí nó còn giảm cơ. Nó còn giảm máu của quái bạn ạ. Wow, nó còn giảm máu của quái này, ấy nhờ, cũng được ấy nhờ. Nhưng mà quả nghe nhạc hồi máu này nghe hơi bị ảo diệu đấy. Ngoài ra chúng ta có rất là nhiều mảnh này, như mảnh chúng ta có mảnh bò này, nhờ 300 mảnh này, mèo pháp lộc này, ủa mấy cái này dẹp. Bây giờ ai chơi mấy cái thần thú này nữa. Thôi, tôi sẽ kiếm thử một cái map sảnh liên thông nào để mình đi review qua bạn thử. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn không rõ là cái hồi máu nghe nhạc hồi máu này như nào đây. Mình test thử nào, xem bắt đám cưới không ta. Đây rồi, có này. Map đông ta. Map nào mà ôi phải 10 trên 20 này. Vào thử bạn ạ, vào thử xem như nào nhá. Ui, quả nghe nhà hồi máu ấy ảo đấy. Ok ok bạn ơi, à, chúng ta hãy cùng trải nghiệm thử thần thú mới nghe nhà hồi máu. Đó. Ok ok đây ơi. Oh, I'm dead fit. DJ Mia Pia. Wow. Ui da. Đâu nghe nhà đâu? Ui, nghe nhạc hồi máu thật này. Ui, xịn nè, đây mới là level 1, level 2 còn có là hình như là nghe nhạc vừa hồi máu mà còn vừa giảm máu đối thủ cơ. Ui, tôi tưởng đến cả DJ Sona ở trong Liên Minh ấy, bạn nào mà trên Liên Minh chắc là biết DJ Sona bạn ạ, thử lại nè. Ôi, như cái nào có hồi chưa bạn ạ. Cái này bấm nút cách này, giữ nút cách 2 lần bạn ạ, nhảy lên này. Ờ, bình như là có hồi chiêu đây, có hồi chiêu này. Hồi máu này nó nét thôi mà 2 lần bạn ta. Thấy hồi máu cho đồng đội ấy mà. Ơ mà hiểu đâu nhỉ? Chắc là đang hồi bạn ạ. Ui. Tiện phép bạn ạ. Ui giời ơi, DJ Mèo Pèo. Hello. Tôi là DJ Mèo Pèo đó. DJ Mèo Pèo. Ui. Được cái này được, tôi đánh cái đáng tiền đấy, đáng tiền, khá đáng tiền đấy. Cái này hồi máu cho cả đồng đội bạn ơi. Wow, xịn nha. Được cái nhờ. Ờ, cái thần thú này được cái là ngầu đấy, đáng ấy, 1.5 à. Cũng hơi đau ví bạn ạ, nghe cũng hơi đau ví nhưng mà tôi nghĩ là cũng đáng để trải nghiệm bạn ơi. Được. Ui chà. Ui. Tịn phết nhỉ, nhưng mà cái thời gian hồi chắc mình nghĩ cũng khá là lâu ấy, tầm khoảng mình nghĩ tầm 1 phút. Bởi vì cái hiệu ứng hồi máu này mà liên tục vậy thì chúng ta chưa đối chiến đâu. Một ông hồi máu còn xung quanh đi bắn thì kinh quá. Đúng tưởng như là Sona bước trong Liên Minh các bạn ạ. Ôi xổ ơi. Xin xò lắm bạn ơi. Ê, tụi chui đi anh em, chui đi. Ê, chui đi. DJ Sona. À đi DJ Mèo. Ui sợ lấy nhạc. Ây chà, được của nó nhờ. Hấp dẫn phết bạn ạ. Được, tôi đánh giá cái skin này mặc dù là hơi đau ví một chút nhưng mà cũng đáng để trải nghiệm bạn ạ. Nhưng mà chắc là do số tôi đen hay sao á, phải tốn tận khoảng 4.000 xu mới mở khóa được. 4.200 xu, chính xác là 4.200 xu tôi mới mở khóa được cái con này bạn ạ. Không biết là bạn nào mà đã có sở hữu con này rồi mà thậm chí có level 2 rồi thì có thể cho mình mượn nhé bạn nhá. Có thể gửi email cho mình nhá để mình review thử. Cảm ơn nhá. Ok bạn ơi, rồi thì nhìn chung là cái con này mình đánh giá là khá là ngầu bạn nhá. Bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹ phải làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.